Rồi chào sống gì cộng đồng. Gãy cây đưa vào kìa, trời ơi mới vụt sên là chưa gãy đâu. Bị hạ của chú ơi, để mà cầu nó Huy sẽ cập nhật vô trên đây. Thôi như là ở dưới dưới sàn này có những gì quyền bí nha cô chú. Nó dơ mà nó hôi cực kỳ hôi luôn, bây giờ chỉ còn là ấy cái chậu này rồi xô xuống rồi đãi đó, khi nào anh lại về móc ra thôi, chứ giờ tụi con là định lấy cái đồ này nè để giặt á mà không thể nào giặt được, nó hôi chịu không nổi luôn. Dạ còn trong đồ mới của anh lại thì còn tới hai cái vali lận, hai vali nằm đằng kia. Hai cái cọc cái và được đặt mẹ nó đâu cũng cái đâu chắc là tôi quên quên cho tự. Bây giờ còn hai cái cột cái nữa đã xong rồi. Sao chú buổi sáng mệt không chú? Bạch hả? Này để Huy cập nhật vô đây cho cô chú xem. Hồi nãy có một cô nói là sao không ship đồ lại dùm anh lại với chị Hiền mà không thể nào ship được. Cái cảm giác của chú ngồi đây chú cưa nãy giờ chú chịu nổi không chú? Không chịu nổi luôn hả? Quá trời khai rồi. Hai chú là chú nào cũng lắc đầu thở ra hết rồi. Tại vì nước tiểu tiện là ở đây, là cách đây á, là anh Lợi ở đây cũng phải gần 4 năm nay rồi. Thì có bao nhiêu nước tiểu á, là nó đều dồn ngay ngay chỗ đây nè nè, ngay chỗ Quy đứng nè, ngay đây nè, chỗ này nè. Đó nguyên lần này nè. 4 năm nay rồi. Thì tính ra cái lượng nước đó là biết bao nhiêu hả chú ha? Nó đang ngấm vào đất luôn rồi. Huy xin chào 112 cô chú anh chị các bạn đang xem buổi phát trực tiếp của Khám Phá Cùng Huy. Thì như là có những cô chú vô sau thì Huy sẽ thông báo cái này. Hồi tối á là Huy đến đây là Huy cũng có nhiều cô chú hôm sau không quay ban đêm, thì Huy vô quay ban đêm là phát hiện là chỗ anh lại một cái bọc đen là 23 triệu với hai chiếc nhẫn. Thì Huy đã giao cho cơ quan chức năng, ở trong đây là có chú đây là làm chứng, như là có cơ quan chức năng đến đàng hoàng chứ không phải là cái đó là quy địa chuyện. Đó là như là cái số tiền đó thì giao cho cơ quan chức năng, khi nào mà anh Lợi ảnh bình tĩnh lại như thế nào đó thì về như là anh Lợi sẽ liên hệ với bên cơ quan, thì cái số tiền đó thì bên cơ quan sẽ đưa lại cho anh Lợi thôi. Đó bây giờ mình sẽ đợi cái căn chòi này khi mà sập xuống mình sẽ cập nhật ở dưới cái nền sàn này cái nói như thế nào ha. Thì bây giờ tạm thời bây giờ là hai chú cắt ở đây, như là những cái mùi mà nước tiểu đó là không chịu nổi luôn. Còn đồ á, là nấu đồ đây quá trời luôn, vô hồi tối trời ơi là đi quần mà kiếm được 25 triệu trong căn phòng của anh Lợi là thôi anh em mình cũng là muốn muốn xỉu luôn á. Tại vì trong đây là nghe nói là nó quyền bí cực kỳ luôn, mà như là anh em hồi tối là dám đột đột nhập vô là không cũng hết biết luôn. Nguy hiểm luôn á, nguy hiểm luôn, cực kỳ luôn, quyền bí rồi chú ha. Rồi bắt đầu là cắt ra hai cục cái thôi, đầu đô cũng rồi đó cô chú ơi. À, bây giờ tôi sẽ làm lại quay gần nha cô chú xem nè. Đó vô trong đó đó, đó đồ đạc nằm nằm ngang trong đó, bây giờ là không có thể nào mà gom được rồi. Thì bây giờ anh lại thì cũng còn đồ còn mới nhiều lắm, thì cho chú cắt đi, tôi sẽ đi ở đây nha. Còn trong đây á, là cái vali này á, là bữa đó thì anh lại anh ấy là mình hỏi là cái là vali đó đó là của chị Hiền, rồi trong thùng đó á, là của anh lại với bé Phi ở trong thùng đó. Còn đây là giải nè, giải là giải mới luôn, còn trong cái thùng này nè
cũng là giải giải mới không. Hỏi lợi lợi đâu, lợi nói là mấy cái giải này lợi điên kinh ta cho. Rồi bắt đầu show thôi. Rồi để bây giờ là mình dựng máy ra đi. Mình vô mình phụ chú một tay coi. Được á, được không chú? Dính cái sàn, dính sàn rồi phải nãy nãy cưa cao là nó không có dính. Lập ra kìa mẹ đây, đây hất qua đây. Không á, vậy nè. Bây giờ mình chơi cái dây trên mình kéo đi được không? Có dây nữa vậy. Chứ cái này là show, là show, không. Không ngã nổi đâu. Chơi dây kéo trên á, tại vì ở dưới này nó lực rồi mình show máy đâu, chơi dây kéo trên cái chóp á. Nó mới ngã qua bên kia được. Quay gần nè. Đây nè, là suốt 4 năm là ăn trong mùng, ngủ trong mùng, rồi tiểu tiện trong mùng. Thì bây giờ là cô chú xem là những cái phía đằng sau anh em cập nhật rất là nhiều clip rồi, thì cô chú cứ xem cái hình dung nó như thế nào. 4 năm nay rồi nha, 4 năm rồi. Bây giờ hồi nãy là quy vô trong đó là bây giờ không chịu nổi luôn, mà bây giờ thì có cô chú vô sau đó thì Huy không vô nữa, tại vì các chú hàng xóm là đang làm cái nhiệm vụ là hạ cái chậu này xuống, nên là mình vô chậu cũng rất là không im cho lắm. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới mặt trước ha. Chú ơi, vậy nè, bây giờ mình đã cưa xong rồi, bây giờ mình đợi cho anh em tới đông đông đi, rồi mình làm luôn. Dạ đúng rồi, để cho đông xíu đi, tại vì bây giờ có ba chú cháu mình cũng không có làm gì được đâu. Để ngồi nó mấy anh kia tới cho làm phụ luôn. Đúng mẹ, có cây sào ben ra nãy mấy cây đinh sàn ra cái lạ. Vì ở đây thường thường là bé Phi là thường lên trên cái gò đất cao này chơi nè. Chuyện qua là cái ngày cuối cùng là bé Phi đi gom củi cho ba nướng cá. Ở đây trên cái khu này nè là bé Phi đi gom củi cho ba nướng cá. Còn đây thì chú ở đây làm cái này, làm quay trực tiếp để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn xem luôn. Người tại vì hai chú là nói là ở chủ đất á, người ta nói là không có cho để cái chòi này nữa, bây giờ hạ xuống. Thì khi nào mà anh Lợi ảnh về đây thì đồ đạc trong đó thì anh sẽ móc ra, rồi chắc ảnh đi chỗ khác anh ở rồi, chứ chỗ đây là không còn ở được nữa. Thì nói chung ra hôm nay thì mình đến đây như là cái cảm giác nó rất là buồn. Buồn cái nhất là không gặp bé Huy, từ vào buổi sáng thì Huy thường mua táo hoặc là mua cơm cho bé Huy ăn. Hôm nay đến là không có bé Huy nữa, như là bé Huy thường đến đây anh em kêu những khi bé Huy hát những bài hát mà bé Huy thuộc để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn nào mà yêu thương bé Huy đó, thì hát mà hôm nay là không có nghe được tiếng hát của bé Huy nữa, rất là buồn cô chú. Như là cảm giác của Huy bây giờ thì nói chung ra nó cũng là vừa buồn mà vừa vui. Cái nhất buồn á là như là mình không có tiếp xúc được bé Huy. Cái thứ hai nữa thì bé Huy với chị Hiền đã về đó thì gia đình nên là về đó cũng rất là vui. Còn cái buồn á là buồn cho anh Lợi. Anh Lợi ảnh đi như vậy đó thì như là ảnh lúc nào cũng là rất là thương vợ, rất là thương con luôn. Mà ảnh đi như vậy đó thì không có vợ con mình ở bên cạnh á thì ảnh sẽ như thế nào, thì lúc đó là mình cũng không biết được. Để mình coi là cái nơi ảnh ở là ở đâu thì mình sẽ xin vô đó coi ảnh có lời nhắn nhủ gì đến vợ con hay không, thì mình sẽ chuyển lời đến để cho chị Hiền và bé Phi. Thì bây giờ cái đó thì để từ từ 2-3 ngày nữa đi thì Phi mới xuống liên hệ chỗ đó để Huy xin là quay một clip
nơi anh Lợi ở, rồi coi anh Lợi có nhắn nhủ gì đến cho vợ và con, hoặc là ảnh có chịu xin lỗi cộng đồng mạng những gì mà từ hồi cỡ tháng nay anh em cập nhật, thì có ảnh tới có một cái lời xin lỗi nào gửi đến cho cộng đồng mạng hay không. Thì lúc đó là cô chú anh chị các bạn chờ xem clip của Huy ha. Đó là, nhưng là nói chung ra là chú sáng là cái chú đó đó, chú hàng xóm nào ông nói là ông không bao giờ ông tin mê tín dị đoan, mà qua đây là cắt mới hai lưỡi cưa thôi mà xúc sên rồi là chú tin chưa? Ông tin rồi, ông tin rồi. Nó là cái này là tại vì chỗ cái nhà cũng lại á, thì còn cả đang cập nhật ở đây thì tôi chú cũng xem qua cái clip này. Rồi sập một rồi, hạ được một bên rồi, qua đây chú ơi, qua đây quất cái nó hạ xuống luôn, hạ thấp chỉ được ha, mình tổ xô rồi xuống luôn, rồi cắt chồi đá hạ bốn cạn xuống rồi. Tôi sẽ đi cập nhật cái thứ làm sao cô chú, là bây giờ căn cầu đã sập xuống rồi, có cái điều gì bí ẩn hoặc là những cái gì mà nó còn sót lại hay không, chứ 20 mấy triệu đó là Huy đã hồi đó lấy hết rồi. Rồi chào Mai Hoa, chào Thu Bùi nha. Dạ anh Lợi thì giờ đưa đi rồi, đi bệnh viện tâm thần rồi. Thu Bùi ơi, dạ cái này nói chung ra nhiều lắm cô, không có bọc nào ship được. Bây giờ mình ship á, thì mình sẽ bỏ đâu mà nó hôi, nó rất là hôi luôn, không chịu nổi. Mà giặt á, thì không có máy nào mà giặt nổi đâu, nó hôi dữ lắm cô ơi. Như là cái cảm giác của cô á, đến đây rồi cô sẽ biết nó hôi cực kỳ hôi luôn, không chịu nổi luôn. Nó nói cô chứ chỗ này cái nơi này nè là 4 năm trời là tiểu tiện ngay chân chỗ này không, cái được hạ mạng. Rồi sụp sụp chỉ là ổn mà chú ơi, dạ chào Ngọc Trần. Dạ anh Lợi á, thì ảnh đã đi vô trại tâm thần rồi. Thu Bùi ơi, số hả chú? Rồi đây là hai chú sẽ chơi cái cây xô, con nghĩ là chắc nó không ngã được đâu. Đó rồi, 1 2 3 hạ gì vậy?
vào dân Hà khám phá, chào Phấn, chào Hương Tâm, Hương Trâm, Hương Hương Trâm. Thì bây giờ là vào buổi sáng thì hai chú hàng xóm đã qua đây hạ bệ cái chòi của anh Lợi, vì chủ đất là không cho để cái chòi này nữa. Chào Bùi Trọng nha. Rồi để mình để máy xuống để cho nó bớt rung lắc, để cho cô chú xem cho nó đỡ nhức mắt ha. Thì một hồi nó khi mà hạ cái chòi xuống rồi đó, thì những cái phần còn lại ở trong thì để mình coi như nào. Chào mèo nha. Rồi xuống luôn hết hồn. Cây bên đây cái nữa ông Hà Ây ơi. da, hết hồn Ông luôn. qua đây ông hạ cây bên đây cái nữa sập xuống luôn hả? Cây mà Hai chú ông hàng cái đâu? xóm này rất là tốt Cây bụng. mà cái đâu? Cây giữa đó đó. Cái giữa đó. Để giờ dán cái mạng. Dạ chưa Thu Bùi ơi, khi nào mà có cái gì thì em sẽ cập nhật trên Huy Đăng TV là 24 trên 24 để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn quan tâm đến chị Hiền và bé Vi nha. Thì bây giờ là em đang có mặt tại căn chòi của anh Lợi sống ở trong rừng. Thì hổm gà anh em rất là cập nhật rất là nhiều clip, thì hôm nay là buổi sáng thì có hai chú hàng xóm qua đây là hạ cái chòi này xuống vì lý do là chủ đất không cho để cái chòi này nữa. Bây giờ hai chú hàng xóm là sáng giờ là tích cực làm việc là không ngừng nghỉ. Tại chú biết sao không? Nước tiểu 4 năm rồi. Nó ngấm chúng đó đó. Có phải ngày hôm qua là hai chú làm điều này cái là tụi con là không tìm được 23 triệu rồi với hai chiếc nhẫn rồi. Cũng hên. Có tụi em có duyên với cái số tiền đó. Dạ chào Nguyễn Phấn. Dạ em chào 295 cô chú anh chị các bạn đang xem buổi phát trực tiếp của Huy nha. Rồi bắt đầu cái máy cưa sẽ nổ thêm một lần nữa. Ai da, nãy giờ Huy đứng đây là có bằng là mũi là nó cắn là thôi. Đẹp trời luôn. Nguyên một cái khu rừng này. Sửa sùng gì luôn. Như là anh Lợi thì ảnh có một cái gu là pha cà phê rất là độc lạ luôn nha. Chơi nha, hồi xưa chú đâu có chơi phim đâu. Chơi là chơi cái miếng vải đó, rồi đổ vô cái miếng vải đó, rồi đổ nước nóng vô thôi. Rồi thêm một nhát cưa nữa. Rồi cái nhà này là nó sẽ sập xuống anh. Dạ ok, như là khi nào em cập nhật được tình hình của bé Vi và chị Hiền và anh Lợi thì mình sẽ điều đăng lên kênh Quy Đăng TV để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn xem. Thì như là hôm nay thì vào buổi sáng thì mình đang cập nhật tại nhà của anh Lợi, chị Hiền với bé Vi, là bây giờ hai chú hàng xóm đã xuống đã hạ cái chậu này xuống rồi. Nhưng là lý do là chủ đất không cho, cái nhất cái thứ hai nữa thì Huy sẽ đi gặp một cái hoàn cảnh là của chú nhặt ve chai. Cái bữa đó thì Huy có nói là chú nhặt ve chai đến đây như là thấy ve chai nhiều ở đây nè. Nè, như là những chai nhựa nè nè. Thì chú nhặt thì anh Lợi nói là ổng không cùng chung chung đẳng cấp với chú nhặt ve chai.
Thì mình cũng cái hoàn cảnh của chú Nhật với trai đó, thì cũng có một đứa con gái, có một người vợ, là như là cũng không có tỉnh lắm. Thì hôm nay là mình sẽ hứa là trở lại nhà của chú Nhật ve chai cho bé một hỏi bé là có thích búp bê hay không, có thích đồ mới hay không. Bé không thích, bé nói là chỉ thích vẽ. Thì hôm nay là Huy sẽ mua cái bộ viết chì màu của bé đó để cho bé bé vẽ. Thì một hồi nữa Huy sẽ, sau khi cái chậu này sạch, Huy sẽ đi để cập nhật cái tình hình mới nhất trong ngày hôm nay để gửi đến cho cô chú anh chị và bạn trong nước cũng như ngoài nước để xem. Thì cái chậu này nói chung là bắt buộc là phải phá dỡ, có phải là ngày hôm qua mà hai chú hàng xóm phá dỡ thì em qua chịu đó sẽ không không thấy được nữa. Rồi, sắp siêu vẹo à, siêu vẹo à. Lấy cái cây nào mà có cái nạng đó chút, lấy cỡ cây có cái nạng đẩy nó nhẹ là đi. Thì cũng có một hồi nữa thì ở đây mình thấy cũng như là vòng vòng đây ve chai đồ nhiều lắm, thì một hồi nữa mình sẽ kêu chú Nhật ve chai đến đây để cho chú Nhật ve chai ở đây. Như là thấy cái cuộc sống của chú Nhật ve chai rất là vất vả, nên là mình giúp được cái gì cho chú thì mình giúp. Tại ở đây mình thấy cũng có những chai nhựa này, vòng vòng đó là cũng rất là nhiều luôn, những chai nhựa này. Một hồi đó mình sẽ kêu chú ở đây nhặt ve chai, rồi sẵn đó mình sẽ đi mua cái bộ viết tô màu cho bé con của chú nhặt ve chai đó. Chai nhựa quá trời luôn đó. Cái chồi đã được hạ rồi, nó cũng nói chung là ngã rồi cô chú ơi, được ngã rồi. Đó, giờ là ngã rồi. Dạ, Huy xin chào 354 cô chú anh chị các bạn đang xem buổi phát trực tiếp của Huy Đăng TV, và cho em xin 23 like. Em cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Còn đây là hai chú hàng xóm mà cũng là sắp hoàn thành nhiệm vụ của người chủ đất đã giao phó cho. Rồi, quan hô chú đã hạ rồi. Quan hô chú, để mình lại mình cập nhật ở dưới chân nó coi có cái gì không nha. Quan hô hai chú hàng xóm đã hạ bể cái chòi xong rồi. Có đây này, đây này, đây cái cây này để phụ đúng có thế. Rồi ok đó chú. Chứ nếu mà nó sập xuống nữa là nó ngã còn kia nó không ngã đâu, tại vì những cái cây mình cắt ngang á nó sẽ hạ sát xuống thôi. Vậy là ok đó. Còn chủ đất không ok nó mình làm tiếp ha. Xong rồi, vậy là ok rồi. Để mình thám hiểm vòng vòng đây coi có gì không. Khi nào cái chòi đã cưa cây cho nó hạ bệ thấp xuống rồi. Đây là những cái nơi mà tiểu tiện là cỡ khoảng 4-5 năm nay. Đó, cô chú nhìn thấy không? Quy đứng đây mà nó không chịu nổi luôn. Không biết mà sao mà anh chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy, khó hiểu thiệt chứ. Có gì đâu, như là từ đây nè, từ đây mà mình ra cái bờ rừng nó đâu có xa đâu, hoặc là mình đi cặp máy này cũng được chị, đâu sao đâu. Ở trong đây mà không có chịu ra luôn, tiểu tiện ở trong đây luôn thì cũng bó tay luôn á. Dạ đúng rồi ạ.
Rồi bây giờ là hạ chân sát xuống luôn. Là cứa cái này đó hả chú? Sao đi nhảy cho khác? Rồi hoàn thành. Rồi xong rồi đó. Chỉ là ok rồi. Đây là cũng là một cái căn nhà mà anh Lợi và chị Hiền và bé Vi đã sinh sống ở đây là gần 4 năm trời. Thì hôm nay là chủ đất là không cho sống nữa thì đã hạ cái chòi rồi, nhưng là không biết là cảm nghĩ của cô chú anh chị các bạn xem thì như thế nào. Nếu mà có gì thì cho Huy xin một cái bình luận, một cái comment ha. Thì đây là cũng là trong nhà là lúc mà cái chầu này nè cô chú là còn chặn chỗ mức này nè đó, chỗ mức ta chỉ quy chỉ nè, là bây giờ nó sụp xuống là nó đã nới gần trước chút xíu rồi, nó sụp gần trước rồi. Đây là mình thấy là có một cái gò mối nè, gò mối nè. Đây là cũng hồi lúc trước là nó cũng xịt ra ngoài kia chút xíu thôi, như là cái này là đã được hạ rồi, để mình đi vòng vòng bên kia mình coi như thế nào nữa. Thì mình sẽ đến cái hoàn cảnh của chú Ba nhặt ve chai, mình sẽ dắt chú lại đây nhặt ve chai, là nhặt là những cái gì mà đồ của anh Lợi là không đụng tới, và chỉ là lụm những chai nhựa thôi nha cô chú. Đây những chai nhựa này để mình làm cho nó bớt cái rác thải trong môi trường. Đây là những cái thùng đồ này, đồ mới của anh thôi đó. Bây giờ mình không đụng đậy gì tới, bỏ đây luôn. Thì khi nào mà nếu mà có dở cái chậu này nữa thì Huy sẽ lấy những cái đồ mới này mình cất giữ cho anh lại, còn trong kia đồ cũ mà nó hôi lắm. Dạ chào chào Lam Cao, chào gì Huy Huy Nguyễn hả? Nó là đồ mới không nữa, cái đồ này là nếu mà có dở cái này mình sẽ lấy cái đồ mới này về mình cất trên lại. Cái này là những cái này mới không à, bữa đó anh em có cập nhật rồi, đồ mới không. Hôm nay mình sẽ di chuyển ra chút xíu đi, mình dựng máy mình tâm sự với cô chú anh chị các bạn một chút xíu, mình sẽ xuống lại để mình đi dắt cái chú nhặt ve chai tới đây, cho chú nhặt ve chai quá trời nhiều luôn rồi. Rồi mình có hứa là cái bữa đó mình sẽ mua cho bút cho bé một cái hộp bút màu đó, mình mua để cho bé bé vẽ. Thì đó là đây là cái mặt trước, cái mặt trước này là nói chung là quá quen thuộc các cô chú ha. Nếu mà cô chú đã xem cái kênh anh em thì thấy Huy may quay mặt trước này, thì cô chú anh chị các bạn biết là ở tới chỗ nào. Đây là tại nhà của anh Lợi với chị Hiền và bé Vi, ở chủ đất không cho che nữa thì mấy hai chú hàng xóm đã hạ xuống rồi, nên là bây giờ chắc Huy sẽ đi gặp cái chú nhặt ve chai, thì một hồi nữa mình sẽ dắt chú đến đây để nhặt ve chai, quá trời chai nhựa luôn rồi. Nên là bây giờ thì buổi sáng Huy xin chúc cô chú anh chị các bạn trong nước cũng như ngoài nước một buổi sáng thật vui vẻ, thật an lành, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nha. Bây giờ Huy xin xuống like, hẹn cô chú anh chị các bạn vào buổi like khác, hoặc là một hồi nữa Huy cũng có cập nhật clip là chú nhặt ve chai đến đây. Thì nhặt ve chai thì như cái cảm nghĩ của chú nhặt ve chai là bữa đó bị anh Lợi khinh thường đó, thì chú sẽ nói những gì. Thì bây giờ mời cô chú anh chị các bạn theo chân Huy ha, bây giờ Huy sẽ xin xuống cái đường like này nha.